mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của Su. Khoan, để mình nói cái này cái đã. Chuyện là video này mình quay một cách ngẫu hứng mọi người, quay một cách bất chợt ấy. Mình đang đi chơi lỡ dỗ tổ mọi người, nhưng mà trước khi mà đi chơi á, mình không có ý định là quay video này đâu. Nên là trước lúc mà quay video này á, là mình đã đi chơi ở một địa điểm khác rồi, xong rồi sau đó mình mới lại cái chỗ này á. Tự nhiên giữa chừng á, cái mình nghĩ là mình nên quay một video để tiện thể đăng cho mọi người xem á. Tại vì mình quay về chủ đề chụp ảnh khá là nhiều rồi, nên là hôm nay quay về cái khác để mọi người đỡ chán ấy. Nên là video này nó sẽ rất là ngắn luôn ý. Tối hôm nay là lỡ á, nên là mình với bạn mình đi quảng trường Hồng Ngự để chơi với cả ăn cái gì đó. Mình đang ghé đợi uống nước nè mọi người. Nãy giờ đi chạy vòng vòng mệt quá nên là uống nước xong rồi tính. Mình với bạn mình chưa ăn gì luôn mọi người, nên là định là sẽ tìm cái gì đó ăn với cả ăn vặt này kia. Tại vì thấy cái này bán quá trời đồ ăn luôn mà vui quá chừng luôn mọi người. Mình với bạn mình định là qua bên Hồng Ngự này để tìm quán cà phê để chụp hình. Thì mình lại cái quán cà phê đó thì nó đã bị đóng cửa rồi. Nên là hai tụi mình sẽ quyết định là đi ăn luôn. Đi ăn ở quảng trường Hồng Ngự. Thấy vui quá trời luôn mọi người, đi đúng không đúng mọi người. Và còn có ca nhạc nữa. Và bây giờ tụi mình sẽ đi vòng vòng quảng trường để kiếm cái gì đó chơi cho mọi người. Kiểu mình uống nước xong cái mình chưa có đói đó. Nên là một lát sẽ đi ăn sao. Và bây giờ mình sẽ đi chơi trước. Mình muốn chơi xe điện đụng lắm luôn á. Và tụi mình sẽ đi. Và có thêm một bạn đồng hành nữa. Đó chính là khi đi ăn thì mình phải đi rút tiền. Giờ mình sẽ đi ăn lẩu nha mọi người. Ăn lẩu thấy ở đây người ta đông quá trời nè, nên là bây giờ sẽ vô ăn thử. Mọi người ở đây hơi ồn một xíu, mọi người ráng nghe nha. Ăn xong rồi nè mọi người, và hiện tại đang rất là trễ luôn á. Và hiện tại là quảng trường nó cũng kiểu nó vắng vắng á mọi người. Mình không biết là mình nên đi đâu nữa, nên đi về hay là đi làm cái gì nữa. Mình cũng khá là no rồi, nhưng mà bụng mình nó sẽ chứa được. Trời ơi, quảng trường đứng nhắn luôn mọi người, không còn hát hò gì nữa rồi. Mình cứ nghĩ hôm nay lễ là người ta sẽ đi khá là trễ. Mà bây giờ mình chưa về nữa là người ta đã về rồi. Thường thường mình đi chơi là kiểu mình sẽ về sớm hơn người ta mọi người. Tại vì nhà mình khá là xa. Đó, rất là vắng luôn mọi người. Chỉ còn mấy đứa con nít thôi. Và mình định là sẽ chơi xe điện đụng á, mình rất là muốn chơi xe điện đụng luôn. Nhưng mà không còn xe cho người lớn nữa rồi nên là định thôi. Tức là mọi người biết nhau, mình khá là bất ngờ, khá là sốc luôn mọi người. Tại vì mình nghe được cái giá là 10 phút 50 nghìn.
10 phút 50k nha mọi người. Nên là mình đã bỏ cuộc và mình không chơi. Thật ra là mình định chơi một xíu để quay cho mọi người xem, kiểu như có cái để quay á, nhưng mà không còn xe cho người lớn nữa rồi, với cả mình đang mặc váy nữa, chỉ có thể chạy xe được kiểu như mấy cái xe mà nó banh banh cái chân ghế mọi người, nên là mình mặc váy không thể chạy xe đó được. Thế là xong rồi đó. Thôi bây giờ mình phải đi về rồi mọi người, tại vì bạn mình nó không chịu đi nữa, nó kêu là đi về tại vì trễ rồi, tại vì nó còn phải còn có một thêm một chặng đường nó chạy về nhà nữa mọi người, nên là mình sợ khi về tới nhà nó trễ nên là phải đi về. Mình định là lỡ nhà mình sẽ ăn rất là nhiều món luôn nhưng mà không thể. Và bây giờ mình sẽ đi về nha mọi người, mình sẽ kết video tại đây luôn. Mọi người đừng quên để lại cho Xuân một like, một đăng ký để ủng hộ Xuân nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người về những video sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye bạn heo. Tên heo nha mọi người. Bé này tên heo nha mọi người. What the hell? Bye bye.